Chiều nay, đoàn công tác của tỉnh do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn, làm việc với huyện Con Rẫy về tình hình thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, quý 1 năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại trong năm 2024, đồng thời kiểm tra một số dự án trọng tâm đang triển khai trên địa bàn huyện. Trước khi làm việc với lãnh đạo huyện Con Rẫy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn và đoàn công tác đi kiểm tra tình hình thực hiện dự án hồ chứa nước Đắc Bô Cây và dự án trồng cây ăn quả công nghệ cao của công ty trách nhiệm hữu hạn Nông nghiệp Sạch Tây Nguyên. Dự án hồ chứa nước Đắc Bô Cây có tổng mức đầu tư hơn 553 tỷ đồng, đầu tư 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 triển khai từ năm 2018 đến năm 2023 với tổng vốn đầu tư hơn 434 tỷ đồng. Mục tiêu từ năm 2018 đến 2020 đảm bảo cung cấp nước tưới ổn định cho 1.600 hectare lúa, nước hoa màu, cây công nghiệp, cung cấp nước sinh hoạt cho 15.000 nhân khẩu, xã Đắc Ruồng, Đắc Tờ Re, huyện Con Rẫy. Tuy nhiên, đến nay, dự án chưa đạt được mục tiêu đề ra. Dự án trồng cây ăn quả công nghệ cao của công ty trách nhiệm hữu hạn Nông nghiệp Sạch Tây Nguyên, dự án có tổng mức đầu tư là 886 tỷ đồng. Đến nay, công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng đã thực hiện được hơn 480 hectare, đạt 100% quỹ đất thực hiện dự án. Năm 2023, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện và sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, tình hình phát triển kinh tế xã hội trong năm 2023 của huyện Con Rẫy đạt được nhiều kết quả quan trọng. Huyện thực hiện đạt và vượt 28 trên 31 chỉ tiêu được Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Năm 2024, ngay từ đầu năm, huyện tập trung triển khai các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Qua đó, trong quý 1, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được nhiều kết quả như tổng diện tích lúa ruộng vụ đông xuân đạt 100% kế hoạch, diện tích gieo trồng rau đậu các loại đạt hơn 93% kế hoạch, thu ngân sách 4 tháng đầu năm 2024 đạt trên 43,6 tỷ đồng, bằng 52% dự toán. Từ đầu mùa khô năm 2023-2024 đến nay, trên địa bàn huyện chưa xảy ra vụ cháy, thiệt hại về rừng, chưa xảy ra vụ việc vi phạm luật lâm nghiệp. Huyện tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 như công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết để trồng rừng, trồng cây ăn quả, cây mắc ca, giải ngân nguồn vốn, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Con Rẫy vẫn còn những hạn chế như giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm 2024 còn chậm, tình hình tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm trước tăng 2 tiêu chí. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận đánh giá cao những kết quả huyện Con Rẫy đạt trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và quý 1 năm 2024. Đồng thời đề nghị Thường trực Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Con Rẫy tập trung khắc phục những hạn chế, tiếp tục đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, lãnh chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp để phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2024. Trong đó, chú trọng triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, đặc biệt là phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô, đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành các thủ tục về lập điều chỉnh các quy hoạch quan trọng của huyện, đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia gắn với đảm bảo tiến độ chất lượng các công trình. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị huyện Con Rẫy và các sở ngành đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ tập trung triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn huyện Con Rẫy. Riêng dự án hồ chứa nước Đắc Bô Cây phải hoàn thành giai đoạn 1 trước 30 tháng 6 năm 2024.